Sau một thời gian điều tra, các lực lượng của Bộ Công an đã tiến hành vây bắt và triệt phá được một vụ phá rừng quy mô lớn tại vườn quốc gia Yon Đốc, khu vực giáp danh với tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông. Cơ quan công an cũng bắt trùm buôn gỗ là Phan Hữu Phượng với biệt danh là Phượng Dâu và mở rộng khám xét điều tra. Sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục khám xét, kiểm kê xưởng gỗ của ông trùm buôn gỗ là Phan Hữu Phượng tại huyện Cư Rút, Đắk Nông. Trước đó, vào ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã vận chuyển khối lượng lớn gỗ khai thác trái phép từ vườn quốc gia Dốc Đôn về trạm kiểm lâm huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Tại điểm tập kết, hàng chục cây gỗ lớn còn tươi đã được xe cẩu bốc xếp từ xe tải xuống, chủ yếu là gỗ căm xe, dầu, bằng lăng, đường kính từ 50cm đến 70cm, dài khoảng 7-8m. Cùng với đó là một số lượng lớn gỗ giáng hương được xẻ thành hộp vuông 20cm, dài khoảng 2m. Đến thời điểm này, hiện trường đã được phong tỏa, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.